Tiếp theo giới thiệu đến mọi người, mẫu này là mẫu tứ cảnh tùng cúc trúc mai, nền là nền màu vàng. Xoay một vòng trước để chúng ta cùng nhìn được toàn bộ cái họa tiết ở trên sản phẩm này. Màu sắc mọi người có thể nhìn thấy màu rất là đẹp đấy. Có thêm vàng vào thì cái độ lấp lánh và cái độ sang trọng của sản phẩm được tôn lên rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ dừng lại, mình sẽ quay sát chi tiết vào. Ý nghĩa thì như vừa xong thì mình cũng đã nói về cái ý nghĩa của tùng cúc trúc mai rồi. Đây là hình ảnh chim chỉ và hoa đào. Chim chỉ hoa đào là biểu tượng của mùa xuân. Có một cặp chim chỉ này. Đấy, một cặp chim chỉ đang nhảy múa này, rất là vui nhộn. Chim chỉ và hoa đào. Sang đến cảnh bên này là hình ảnh hoa mẫu đơn. Ở cái mẫu này thì không được được thiết kế là hình ảnh hoa mẫu đơn này. Tiếp theo thì sang đến mặt bên này là hình ảnh hoa cúc này. Sang đến mặt bên này là hình ảnh cây tùng này, tùng hạt diên niên. Vẽ hình ảnh tùng hạt diên niên nhé. Chúng ta cũng nhìn được kỹ nhất cái chi tiết ở trên sản phẩm này. Tôi sẽ lật ở dưới đáy đây. Chúng ta cùng nhìn các góc của sản phẩm này, nhìn được chi tiết nhất các góc.